nước ngọt lại được gọi là nước ngọt? Vì sao dưới đế cha lại có năm cảnh ạ? Vì sao nước Anh đánh nước ta nhưng ta phải học tiếng Anh? Ok ok, các ông hỏi nhiều quá. Cứ từ từ, tiếng tôi sẽ trả lời hết mà. Chào mừng các ông đã đến với loạt series nổ não, phát hỏi, tiếng trả lời. Báo cáo quan viên hai họ, sau một thời gian sinh sống tìm hiểu nhau trên vũ trụ Top Top, tôi đã nhận được rất nhiều tình cảm quý mến từ cộng đồng, nên số lượng email, inbox, comment gửi về cứ phải gọi là nổ đen đét. Để chứng minh với hai bên gia đình rằng tôi cũng rất là yêu thương quý mến và tôn trọng tập đoàn Phan Kiến, thì từ hôm nay trở về sau, thi thoảng tôi sẽ lên video trả lời tất tần tật, tuốt tuần tuột mọi câu hỏi mà các ông thắc mắc nhá. Mở bát cho loạt câu hỏi nổ não này thì là câu hỏi của bạn Đinh Gia Kỳ. Bạn có hỏi vì sao nước ngọt lại được gọi là nước ngọt? Quả nhiên là một câu hỏi đầy tính hách não. Xin thưa rằng nước giải khát có ga thường gọi là nước ngọt do thành phần của nó có đường nên không thể nhầm lẫn với vị ngọt ở các sông suối, ao hồ hay nước mặn ở đại dương được. Vì thế nên nước ngọt nó được gọi là nước ngọt nha bạn. Câu hỏi thứ hai là của bạn Nhung Huyền. Bạn có hỏi xốp vì sao dưới đế trai lại có năm cạnh ạ? Khả năng cao bạn Huyền và bạn Kỳ chơi với nhau khá thân đấy. Hai bạn đều có chung những câu hỏi về chai và nước uống. Quay lại với câu hỏi của bạn Huyền thì các chai nước ngọt có ga hầu hết đều được thiết kế đáy chai nước có hình hoa năm cánh nhô cao, vì việc rung lắc có thể thúc đẩy quá trình phân hủy axit carbonic tạo ra lượng lớn bọt khí. Khi đó thể tích khí tăng lên dẫn đến áp suất lớn, tăng nguy cơ nổ, hỏng chai đựng. Câu hỏi cuối cùng ngày hôm nay đến từ một bạn khán giả tên là Minh. Bạn có hỏi vì sao nước Anh đánh nước ta nhưng chúng ta phải học tiếng Anh? Eo ấy đùa chứ, khó thế mà cũng hỏi được. Thôi, bác nào trả lời giúp bạn Minh, chứ câu này thì tôi cũng bó gối. Cơ sao em hỏi mà Kiến không trả lời? Rồi. Ok, vậy thì ngày hôm nay Kiến tôi sẽ tiếp tục trả lời những câu hỏi cho các ông đây. Câu hỏi đầu tiên trong số lần này đó là của bạn Trường Tạ. Bạn có hỏi Kiến ơi, khi uống cà phê với thuốc ngủ thì ta sẽ ngủ hay thức vậy? Quả là một câu hỏi rất thông minh và câu trả lời đương nhiên là ngủ rồi. Vì bản chất cà phê là chất kích thích, nó làm ức chế việc phát hiện cơn buồn ngủ, chứ các chất mà não sinh ra khiến các ông buồn ngủ vẫn ở đó. Chưa kể thuốc ngủ có tác động trực tiếp làm cho các ông ngủ ngay, chứ không phải là đi qua việc buồn ngủ rồi mới ngủ ấy. Bạn Trần Văn Phát có hỏi Kiến, Kiến ơi, tại sao quả ớt lại có vị cay vậy ạ? À, quả ớt có vị cay là bởi vì theo phân tích của các nhà nghiên cứu, trong ớt có chứa một chất có tên là capsaicin. Chất này có thể coi là nguyên nhân dẫn đến quả ớt cay nồng nha. À, mà có một sự thật nữa là lưỡi không phát hiện được vị cay các ông ơi. Có thể nói cay không phải là một hương vị mà là một tín hiệu của sự đau đớn đấy. Nên là nếu ông nào thích ăn cay thì có thể nói là các ông thích bị hành hạ bởi những cơn đau đấy. Tiếp theo là câu hỏi đến từ bạn Titergen19. Ôi giời ơi, tên khó đọc thế hả em? Bạn có hỏi là vì sao con người chúng ta lại thích làm biếng? Ừ thì xét theo khoa học, vấn đề này có liên quan đến gen đó em ạ. Hay nói một cách khác thì nó xảy ra một đột biến nào đó ở gen điều hòa mức độ vận động. Gen này đóng vai trò tạo ra một loại thụ thể dopamine, và nếu không có nó, các ông sẽ thích ngồi một chỗ và lười biếng thôi. Còn thực ra ai mà chả muốn không làm mà vẫn có ăn. Nhưng mà như thế thì có mà ăn Ngày hôm nay thì Kiến tôi chỉ trả lời như vậy thôi. Hẹn các ông ở những tập sau nha. Hello hello, lại là Kiến không ngủ, xem xong khỏi ngủ đấy các ông ơi. Chào mừng các ông đã quay trở lại với phần 3 của Phan hỏi Kiến trả lời. Câu hỏi đầu tiên trong số này thì là của bạn Vũ Linh. Bạn có hỏi, cùng là một loại đá nhưng đá thật thì chìm, còn đá lạnh sao lại nổi? À, thì là trong nước đá, các liên kết ở trạng thái mạnh nhất. Vì thế, các phân tử nước trong nước đá phải liên kết với nhau theo một cấu trúc nhất định. Do đó ở thể lỏng, số phân tử nước trong một đơn vị thể tích là nhiều hơn so với ở thể rắn. Điều này khiến cho nước đá có khối lượng riêng nhỏ hơn khối lượng riêng của nước lỏng. Vậy nên đá sẽ nổi trên nước lỏng đấy. À, bạn Hoàng Thanh Kiêm có thách Kiến biết được tại sao đường đi lại dài hơn đường về. Ôi giời, tưởng thách cái gì, chứ thách cái này thì quá dễ. Thực ra thì chúng ta thấy đường về luôn ngắn hơn so với đường đi, dù quãng đường không đổi. Và các nhà khoa học đã kết luận rằng đó là hiệu ứng đường về, return trip effect các ông ạ. Hiệu ứng đường về bị ảnh hưởng bởi việc can thiệp vào sự mong đợi của các ông. Nếu như đường đi dài hơn các ông tưởng thì các ông cũng sẽ mong đợi rằng đường về sẽ không còn dài đến thế. Và chính suy nghĩ ấy đã khiến các ông thấy rằng đường về chẳng xa như mình nghĩ ấy. Câu hỏi cuối cùng đến từ bạn Mạnh Hùng. Bạn có hỏi, Kiến ơi, vì sao cờ rớt lại không thích mình vậy? Câu này thì làm sao mà Kiến biết được hả em ơi? Nếu mà cờ rớt không thích thì mình phải làm gì đó cho cờ rớt thích. Còn nếu mà mình làm rồi mà cờ rớt vẫn không thích thì thôi, mình cờ rớt người khác đi. Nhưng Kiến thế này còn chả có cờ rớt, có ngủ đâu mà có cờ rớt. Đấy, thế là mọi người đã biết Kiến không chỉ không ngủ mà còn không cờ rớt luôn. Thôi, hẹn mọi người ở những phần sau nha. Phan hỏi, Kiến trả lời. Nói thật là chưa có ai chiều Phan như tôi luôn đấy các ông. Có bao nhiêu kiến thức tích lũy là tôi đã lôi hết ra cho các ông rồi. Chỉ có tim gan phèo phổi là chưa lôi ra thôi. Câu hỏi đầu tiên đến từ bạn Thùy. Bạn có hỏi Kiến, Kiến ơi, ai là người phát minh ra gấu bông vậy?
bạn Thủy chắc là mê gấu bông lắm, nên là mới muốn biết nguồn gốc của gấu bông đây mà. Theo tôi được biết, thì cái món đồ chơi này được phát triển độc lập bởi nhà sản xuất đồ chơi Maurice Mitchum và Richard Stipp trong những năm đầu thế kỷ 20. Tên gọi Teddy Bear trong tiếng Anh được đặt theo biệt danh của Tổng thống Hoa Kỳ Theodore Roosevelt luôn đấy nha. Câu hỏi thứ hai đến từ bạn Hoàng Long. Bạn có hỏi, tại sao kiến lại thích đồ ngọt? À, ý bạn Long hỏi là hỏi con kiến đúng không? Chứ kiến này là cũng thích đồ ngọt nha. Cái lý do mà vì sao bọn kiến thích đồ ngọt thì bởi vì là kiến nó tìm kiếm những nguồn thực phẩm có đường để mang về tổ, cung cấp cho kiến chúa. Kiến chúa cần năng lượng từ đường để sinh sản, nó đòi hỏi một lượng đường rất cao luôn đấy. Đó là lý do kiến thích đường nha. Và một câu hỏi cuối cùng đến từ bạn Khánh Phạm. Bạn có hỏi, kiến ơi, vì sao có nước áo mà lại không có nước quần vậy? Ôi giời ơi, câu hỏi này quá là khoai nha. Tôi cũng chưa từng nghĩ vì sao mà có nước áo nhưng lại không có nước quần. Bác nào biết thì tiết lộ hộ anh em phát nhờ. Ca này tôi bó tay rồi đấy. Thế nha, hẹn gặp lại các ông ở những series tiếp theo. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.